Xin chào anh em, mình là Trần Văn Nọng và chào mừng anh em đến với chuyên mục Tokyo News. Trong series này thì mình sẽ tổng hợp những tin tức về camera hot nhất trong tuần. Anh em cùng đón xem nhé. Polaroid hợp tác cùng Lacoste ra mắt bộ sưu tập quần áo và máy ảnh cực độc đáo. Polaroid, thương hiệu nổi tiếng với dòng máy ảnh chụp lấy ngay, mới đây đã công bố sự hợp tác với hãng thời trang Lacoste ra mắt một loạt những sản phẩm với màu sắc tươi vui như lấy ý tưởng từ các bộ phim hoạt hình để có thể xua đi những điểm xui của năm 2020. Các bộ sản phẩm này đã được ra mắt trong bộ sưu tập mùa xuân năm 2021 của Lacoste, trong đó đặc biệt là chiếc máy ảnh Polaroid 600 phiên bản giới hạn với vỏ ngoài được sơn màu xanh và đỏ, lại có những họa răng và mắt của chú cá sấu Lacoste nữa. Nhiều người sẽ nói đây là một chiếc máy ảnh hơi màu mè, thậm chí là rối mắt. Nhưng với những anh em nào mà theo phong cách dị thì chắc chắn là sẽ thích em nó đấy. Nikon Z9, chiếc mirrorless toàn diện nhất đang được phát triển. Trong khi Sony đã bán ra Sony A1, Canon đang dục dịch ra mắt R1 thì cuối cùng Nikon đã lên tiếng với những thông tin đầu tiên về Z9 của mình. Sau nhiều đồn đoán về một chiếc máy ảnh không gương lật cao cấp nhằm cạnh tranh với nhiều đối thủ đến từ Sony và Canon, Nikon cuối cùng cũng xác nhận sự tồn tại của Z9, chiếc flagship đang sở hữu hàng loạt công nghệ khủng của hãng, dự kiến sẽ được ra mắt trong năm nay. Theo những hình ảnh được công bố, có thể thấy rằng Nikon Z9 sở hữu ngoại hình gần tương tự như Z6 và Z7 Mark II, nhưng sở hữu một cái báng cầm dọc tích hợp thẳng vào body. Vì thế, tuy là một chiếc máy ảnh mirrorless, nhưng Z9 vẫn có một vẻ ngoài hầm hố như chiếc DSLR đầu bảng D6. Nikon Z9 sẽ sở hữu một cảm biến CMOS với công nghệ xếp chồng và bộ xử lý hình ảnh hoàn toàn mới cho phép mẫu máy này có khả năng quay video lên đến 8K. Đại diện của Nikon cho biết trong một buổi phỏng vấn với DP Review rằng đây đích xác là một chiếc D6 nhưng không sở hữu thiết kế có gương lật truyền thống. Ưu điểm của kiểu thiết kế này là tốc độ chụp liên tục vô cùng ấn tượng. Canon PowerShot Zoom, máy ảnh kiềm ống nhòm kỹ thuật số bỏ túi, giá 9 triệu đồng. Canon PowerShot Zoom có thiết kế nhỏ gọn, được tích hợp khả năng quay phim và chụp hình với khả năng thay đổi nhanh tiêu cự giữa các mức 100, 400 và 800mm. Người dùng sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội ghi lại cận cảnh các hoạt động thường ngày nào. Với kích thước 103,2mm, chỉ dài hơn pin dự phòng đôi chút và trọng lượng khoảng 145g thì có thể thấy đây là một thiết bị cực kỳ cơ động. PowerShot Zoom được trang bị cổng kết nối USB Type-C với thời lượng sử dụng khi được sạc đầy giúp quay phim khoảng 60 phút, chụp 150 ảnh tĩnh và thời gian live view lên đến 70 phút. PowerShot Zoom dùng thẻ microSD làm thiết bị lưu trữ. Ông Satoru Takeda, Tổng Giám đốc Canon Marketing Việt Nam cho biết, với thiết kế nhỏ gọn và cơ động, người dùng có thể dễ dàng mang Canon PowerShot Zoom trong túi và chức năng zoom quang học ổn định hình ảnh của PowerShot Zoom đảm bảo cho ảnh và video được sắc nét. Hơn nữa, người dùng có thể chia sẻ ngay những khoảnh khắc này với bạn bè trên mạng xã hội. PowerShot Zoom dự kiến có mặt tại thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 4 năm 2021 với giá bán lẻ dự kiến 9 triệu đồng. Máy ảnh lấy ngay dành cho trẻ em VTech KidiZoom QueenCam in hình chỉ tốn 200 đồng. Hiện tại, trên thị trường không có quá nhiều mẫu máy ảnh lấy ngay dành cho trẻ em. Vì thế, VTech đã ra mắt mẫu máy ảnh KidiZoom QueenCam in hình chỉ tốn 1 xu. KidiZoom QueenCam có màu xanh lam với chiều ngang khoảng 6 inch và dày khoảng 2 inch. Vì vậy, kích thước của máy ảnh không quá nhỏ để có thể bỏ túi nhưng sẽ dễ cầm đối với đối tượng dùng là trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Là máy ảnh lấy ngay dành cho trẻ em nên sản phẩm này có thao tác chụp rất là dễ dàng. Chỉ cần chuẩn bị tạo dáng và nhấn nút chụp, ảnh sẽ được in ra giấy nhiệt trong vòng 30 giây. Ống kính có thể lật lên để selfie và tích hợp với các bộ lọc cùng khung trang trí để điểm tô hình ảnh. Các tập tin hình có thể được chuyển sang máy tính qua USB cho mục đích lưu trữ. KidiZoom QueenCam có mức giá là 75 USD, tương đương với khoảng 1,7 triệu đồng và mỗi bức ảnh in ra sẽ chỉ tốn 200 đồng mà thôi.